Bạn Diễm nói con bạch tuộc này là đỉnh luôn, nhưng mà phải nhờ anh Eddie Cương Nguyễn xem là anh xác nhận xem là có đỉnh chưa các bạn. Phải nhờ đầu bếp chuyên nghiệp. Hồi đó thì với anh ấy, anh sẽ thái làm đôi, là trong nhà hàng Nhật người ta thái làm đôi, còn kiểu như mình hay review cho các bạn á, của nhà trồng được là mình thích ăn nguyên miếng thì cái độ giòn nó sẽ tăng lên ấy, nó sẽ dày. Cái cá chích này nhìn nó đẹp quá ha. Một nửa nó màu cam đậm luôn các bạn ạ. Nhìn anh thái rất là chuyên nghiệp luôn. Nó là mọi người mua cái này ký về thì thật ra cái này thì nó cũng dễ thái thôi, chỉ cần dao bén là được, đã đông tự nhiên nha mọi người. Thái sao ăn cũng được hết trơn á. Cầm nguyên thanh Ủa, ăn cái phần luôn. cam cam này là trứng Chạy của nó phải tốt. không em? Trứng trứng cá Không. chuồng ấy, ép Trứng nó cá ép chuồng thật. nó ép chung với cá chích. Đấy, 3 miếng. Chuẩn bị mình có một mâm rất là ngon luôn. Đây là trứng cá hồi nha các bạn. Xếp hàng. Tết tết mùi các Ổn bạn. hơn. Ổn. Đấy, bỏ vào cái trái chanh này các bạn ạ. Không bị dập, không bị bể. Cái trứng cá hồi này các bạn cẩn thận, là có nhiều cái họ sẽ dùng ẩm thực phân tử họ chế biến lại trứng cá hồi này. À, tức là nó không phải là trứng cá hồi thật. Không, À. cái lớp ngoài nó làm bằng cao su. Nhưng mà cái này là trứng cá hồi thật cho anh. Anh ăn thử nữa chứ. Thật ra cái trứng cá hồi mà trong hộp gỗ này nè, thông Dạ. thường hầu như nó là trứng trứng thật hết. Yên tâm. Đúng rồi. Mình nhai vào là mình biết. Đúng rồi. Tức là cái lớp ngoài của trứng á nó sẽ tan ra, còn cái lớp mà calcium mà người ta Bao chế bọc lại lại á, thì nó không không tan. nó sẽ không tan mà nó hơi nhẵn nhẵn, mình còn nhai nó còn dính 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 ở đó. Và là nó không có tan ra được cái vỏ bên ngoài. Đó là cái Đúng rồi. hàng trứng cá hồi giả. Còn cái này là trứng cá hồi thật. Thật. Ừ. À. Nói chung là cái phân biệt là cái nhãn mác, là cái hộp Nhãn ở mác ngoài thứ nữa. nhất là cái hộp trước, nhưng mà nhiều khi người ta lấy cái hộp đó người ta bán đường ống thì sao không biết, nhưng mà để mà phân biệt trước, thứ nhất là cái hộp, Dạ. thứ hai là sau đó là mình mới ăn thử vô đó, thì cái lớp vỏ ngoài của nó có tan nhanh hay không. Đây. Còn anh thử xem như thế nào. Em có vẻ giống như là nó không có mặn bằng ở nhà hàng á. Ừ, đúng rồi, nó không có mặn. Nó vừa vừa vừa. Cái loại mà mặn là cái loại nó ngâm nước tương, nó ngâm nhiều quá. Đúng rồi. Nó có nhiều hãng. Mà Nhiều em thấy vậy hãng là chất lượng nước nó tương vừa hơn ăn với đó. mình nè. Hàng mình bán chứ là mình không nói với các bạn, mình Loại này là loại nghe các ngon. chuyên gia phân tích và nhận định về Giống sản phẩm mình. Hôm nay giống như là mình đi đưa như sản phẩm là đưa tới chuyên cho gia hội ẩm đồng. thực Hôm nay giống như test đem đến một cái hội đồng nghiệm thu ấy, kiểu kiểu vậy. thì theo mình nhận xét thì cái loại trứng cá hồi là loại ngon. Loại ngon. Nó là loại Chất ngon. lượng. Trứng cá hồi loại 1 luôn nha các bạn. Đó, bạn nào Lát thấy cái mà hộp gỗ này vơi muốn đi. ăn thì cứ mua về dùng thử. Bạn Diễm đang xào cái gì đằng sau mà thơm thế? À, mình xào bào ngư, cò sò điệp với lại là các loại rau củ. Cái bạch tuộc này nè các bạn sơ chế thì cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần cắt ra như thế này. Tôi cắt quen rồi thì tôi biết được là cái khúc nào mình cắt ngang được đó. Vậy thôi, mình lấy được cái rau nó ra ha. Từ cái rau này nè, mình có thể cái phần xúc tu á, lúc nào mình cũng sẽ hướng ra xa cái mình của mình ra ha. Xúc tu lúc nào cũng hướng ra đây. Rồi. Sau đó mình cắt cắt thì nó có đòi hỏi kỹ năng chút xíu. Giờ tôi nói sâu về cái đó nữa là cái clip chắc lên Em tới á, tiếng mấy tiếng luôn. em là em là Đó, là như thế này. à tạo gợn sóng. Để làm chi, để cho nó dễ ăn hơn. Thực ra là À, hôm tức là nay mình cắt mà mình không có đưa thẳng dao xuống mà mình cứ lật 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 nó như thế này đúng để rồi, cho nó tạo cái gợn sóng. đúng rồi, còn Diễm thì cứ thì cắt chéo cái rồi. mức độ mà đều hay không thì tùy theo cái tay nghề của người đầu bếp đó, quen tay hay không, làm có lâu chưa. Bây giờ thì tôi sẽ thử xem cái bạch tuộc này. Thứ nhất là mình chạm vào nè, bạch tuộc của mình nó không có bị dai mà nó rất là mềm, tại vì bạch tuộc Nhật á thông thường người ta sẽ xoa bóp với muối, người ta sẽ nhồi với muối liên tục gần 1 tiếng đồng hồ, sau đó người ta mới trụng nhanh qua nước sôi, người ta cho qua nước đá Đó là cái và cách người ta mà cắt bảo đông quản à. đó. Thì như vậy á, thì miếng bạch tuộc của mình nó rất là mềm, thì ở đây thì chưa gì hết là mình đã thấy nó rất là mềm rồi Bạn ánh cầm đó. đũa luôn à. Vậy nữa hả? Em coi nó mềm hay Nó không. mềm, nó rất là mềm ha. Đó,
và cộng thêm cái kỹ năng cắt của mình nữa thì cái miếng bạch tuộc nó mới ngon. Rồi mời bạn Ánh thử xem nó có mềm không nha. Hàng ngon nhưng mà còn phải biết cắt nữa nó mới ngon nha các bạn. Để kịp. Đấy. Đây mời các bạn miếng bạch tuộc nha. Mình thấy là anh Cương là thái là mà mỏng hơn Ánh Cua rất là nhiều rồi đó, tại vì tay nghề nó khá xa nhau các bạn. Thực ra là mình sẽ không thể so được tại vì anh là một đầu bếp rất chuyên nghiệp rồi. Cái này là cái nghề kiếm sống của mình mà. Dạ. Còn ví dụ như ở gia đình thì mình cứ làm theo kiểu đúng là rồi, nó phù hợp với lại phù hợp theo cái khả năng của mình thôi. Anh cảm giác có hai cái cảm nhận đầu tiên đó là nó mềm nhưng mà khi mà nhai vô cái phần này nè là nó giòn giòn là cái phần này nè. Nút bám á, cái rìa của nó cái xúc tu của nó ngon. Hay là bạn Ánh thử lại lần nữa nha. Đây. Với lại khi mà cái bạch tuộc này nè, các bạn cho là một bữa ít chanh nữa. Chanh này các bạn không cần phải mua chanh vàng đâu, các bạn có thể sử dụng chanh Việt Nam, chanh xanh đó. Các bạn cho lên giữa như thế này ha, để cho nó thấm một ít cái nước chanh này. Mình sắm cái chanh ăn vào á nó lại ra cái hương vị khác. Có cần chấm như thôi, chấm một ít thôi cũng được. Đây nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Ơi ít hả? Ít hơn ở gì cũng được. Nó sẽ cân bằng vị hơn, nó tuyệt vời hơn, nên có một xíu chanh lên đó. Cảm nhận cái bạch tuộc nhiều hơn. Hiện tại là ở nhà hàng của anh Cương là cũng làm theo cái kiểu như này, cũng đúng có rồi. Xíu chanh lên như vậy. Xíu chanh. Thì nó sẽ đẩy vị, nó sẽ làm cho miếng bạch tuộc có giá trị hơn. Và cả cò sò đẹp cũng vậy luôn. Đúng rồi, cò sò đẹp mình cũng sẽ làm như vậy. Đây này. Ở đây anh Cương có làm sẵn một cái miếng cò sò điệp và giữa là những cái miếng chanh nha các bạn ạ. Đó. Ngon quá Diễm ơi. Thật sự là ngon quá. Chanh nó vừa thơm mà nó vừa. Nhưng mà thay thế bằng chanh xanh thì cũng ok. Chanh xanh cũng ok. Đó. Nhưng mà chanh vàng thì nó sẽ đẹp trai đẹp gái hơn xíu. Nhưng mà chanh vàng nó đẹp mắt nhưng mà nó đắt tiền luôn các bạn. Thì nó hơi đau túi xíu. Trái có 70 ngàn. Một trái chanh khoảng 60-70 ngàn các bạn ạ. Nó sương sương vậy thôi. Nhưng mà phải nói là hôm nay nhờ anh Edi Cương Nguyễn mà mình thấy cái giá trị của những cái mặt hàng mà Diễm đang bán á. Chứ bình thường thì mình cứ chế biến theo cách của mình và bạn Diễm hiểu á. Mình làm đúng hơn một chút xíu nữa thôi thì cái món hàng nó sẽ có giá trị hơn. Khi mà mình ăn nó sẽ cảm giác được nó... Anh ăn miếng đi anh. Hả? Ăn miếng đi. Ôi anh ăn mỗi ngày á mà. Ăn dụng hả? Anh không, thật sự đó là cái trách nhiệm của anh. Thì anh đi ngang cái dàn sashimi thì anh phải cộng một cái một chút để là chắc chắn là cái sản phẩm cuối cùng là cho khách hàng tốt. Rất là có tâm. Có dịp thì các bạn cứ ghé nhà hàng của anh Cương. Nãy anh Cương nói là địa chỉ ở đâu anh Cương nhỉ? 14 đường 45. 14 đường 45. Ở xa ở khúc Bình Dương gì đó thì có thể ghé ở Bình Quận 9 cũng được. Đó 327 Hoàng Hữu Nam. 327 đường Hoàng Hữu Nam cũng rất là gần nhà mình các bạn ạ. Chắc là sắp tới thì mình sẽ phải ghé ở đó mình thưởng thức xem là gặp anh Cương ngay tại nhà hàng của anh Cương xem như thế nào. Cái gian bếp bên đó thì nó sáng đẹp, hấp dẫn hơn, rộng rãi và nó cái không gian nó sẽ ok hơn ở quận tư. Tư là cái nơi mình khởi nghiệp đó, lúc đó đồng vốn không có nhiều, bây giờ thì cũng không có nhiều hơn bao nhiêu nhưng mà cũng ráng được thêm chút xíu. Ráng được hơn thêm một chi nhánh rồi đó các bạn. Ráng chút xíu đó để mà dù các bạn tốt hơn thôi. Rồi bây giờ mình bây giờ là cái mâm này là xong rồi hay nha, mình chờ là mình lên mình thưởng thức thôi các bạn ạ. Đấy, ở đây là những cái miếng cá hồi mà mình các bạn có thể chế biến cho nữa này, nhưng mà mình chỉ làm mấy miếng nhỏ để mình ăn các bạn ơi. Tại vì con cá tới 7 kg mà. Dập cái nước chanh vô trong miếng bạch tuộc ấy. Bây giờ sẽ tới lượt bạn Diễm thử nha các bạn. Nãy giờ bạn Diễm xào đằng sau. Thử nha miếng chanh nha. Thử nha miếng chanh nha. Không ăn luôn miếng chanh nha bạn Diễm, chỉ chấm chấm vào thôi. Thoa massage. Massage đúng rồi đó. Massage là chính xác luôn đấy. Thật ra thì cái chanh này nó sẽ dịu hơn cái chanh màu xanh, nhưng mà nếu mà các bạn ở nhà mình mà sử dụng cái chanh xanh ấy thì mình sẽ thoa nhẹ thôi để nó không có bị ấy. Để bạn Diễm thử xem như thế nào. Khác liền đúng không? Đầu tiên Diễm chỉ muốn giải thích một điều là nhiều người inbox Diễm hỏi là có bị dai không? Thì các bạn nhìn cái cách mình nhai là các bạn biết là nó có dai không rồi đấy. Nó rất là mềm và cái phần rìa này
nó sẽ tăng cái độ giòn. Nhưng mà có chanh vô thì cái cảm giác là mình ăn mình không có bị cái miếng bạch tuộc nó cũng không có bị ngán, không có bị ăn hoài được quá. Ăn hết con bạch tuộc đó luôn. Ăn hết con này luôn à? Ăn hết được đó. Có thể mà. Để làm miếng nữa. Bà Diễm thích ăn như này hơn hay là ăn nhúng mẻ, một cái món truyền thống của bà Diễm hay làm hơn? Không, cái này sẽ không so sánh được với những ai mà yêu thích sashimi nha, thì họ sẽ cực kỳ thích ăn kiểu này. Nhưng mà với những ai đôi khi là thích món truyền thống, dạ món truyền thống mà đôi khi là người ta sợ lạnh miệng nha, không quen ăn sashimi, thì Diễm vẫn nói là mình sẽ hấp sơ nước dừa này, hoặc là cứ làm theo kiểu dân dã làm sao mình cảm thấy ngon là được. Nhưng mà đặc biệt là cái này thì sẽ không nấu lâu anh ha, nấu lâu là sẽ bị dai như các bạn. Để mà đúng chất lượng của nó nhất đó, thì mình sẽ ăn như thế này. Những cái miếng thịt cá hồi này. Hay là mình thử một miếng cá hồi này ha. Đây nè, đối với cá hồi á thì mình có thể sử dụng chung với chanh này, nó lại ra một cái món mới. À, cá hồi mình cũng massage chanh lên. Mình cũng cho một ít chanh lên thử xem ha. Bằng ánh là muốn thử. Nếu có cá chích á, mình sẽ thông thường mình muốn thử, mình lại không thử với nước tương. À. Để mình coi cái độ được chua của nó nhiều hay không. Anh này coi vừa có thịt vừa có trứng nè. Anh ăn trứng chanh. Tức là mình sẽ ăn cái mình ăn không trứng trước. À thử trứng. Nó vừa. Nghe sụt 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 sụt. Nghe giòn. Có độ chua nhưng mà vẫn có độ ngọt của mirin trong đó. Có nhiều hãng á làm á thì nó sẽ độ chua nó nhiều hơn. Độ ngọt lại ít, nó ăn nó bị khó chua á, nó khó ăn lắm. Tức là khi mà họ làm cái này thì họ đã nêm nếm rồi. Cái này nó sẽ cân bằng cái vị hơn. Ok, bây giờ mình sẽ ăn vô phần mà nó có cá nữa. Khi mà cắt cái khứa nó xéo xéo vậy nè thì cái miếng cá của mình nó nhìn nó dày hơn một xíu. Có cái lượng cá rồi này, nhìn cái miếng cá tổng thể đổi mình nó tinh tế hơn. Ok. Không trắng luôn ha. Cái cá được ngâm vào giấm xong rồi nó có vị béo đó, nó tuôn ra. Ăn rất là ngon. Bây giờ mình chấm nữa. Vậy mình mới ăn được nhiều, rất là tiêu phải không? Ba miếng. Nãy giờ đợi lâu quá. Nhưng mà không ai nói gì được mình á, tại mình làm đúng. Một lẽ hợp lý. Còn một cách ăn nữa là lấy dắt miếng chanh đưa lên nữa là được 4 miếng. Không, không có chanh này. Cái này nó chua. Nó cũng có vị giấm nhẹ. Mình không thích chấm nước tương. Tại nó hơi nhiều vị quá. Vừa một tạc vừa nó tương mặn, nước tương. Nó nhiều quá. Cái này thì chút xíu một tạc thôi cũng được. Không có cần thiết nước tương thì nó hơi thừa. Sẵn anh đang cầm đũa em mời anh thẩm định giùm em luôn cái còi sợi điện, tại vì bình thường là mọi người hay nấu cháo với lại là xào này kia này. Trời đất ơi. Nấu cháo hả? Nấu cháo thì cũng được. Nhưng mà có nghĩa là em đôi khi là người ta sẽ em vẫn hướng đến khách hàng của mình đó là nó phải dân dã và gần gũi nhất. Nếu chuẩn theo nhà hàng Nhật đó là cái điều quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà nó sẽ làm sao nó gần gũi với đời sống. Okay. Dạ. Dâu bạch tuộc bạn Diễm vừa hấp xong này. Và cả cái bào ngư. Hấp với bào ngư luôn à? Tại vì bào ngư này là nó còn ăn sashimi được luôn ấy. Cho nên là cũng không có, em cũng ưu tiên theo cái lời khuyên của anh là không nấu cái gì quá lâu cả. Hấp là một cái hướng giải quyết hay nhất đối với những bạn không ăn sashimi được. Đó, và mình hấp ở nhiệt độ thấp. Khi mà mình mở cái lò hấp á, mình không có để nước sôi bu, mình chỉ lăn tăn nhẹ nhẹ thôi. Coi là lửa nhỏ đó. Đúng rồi, mình hấp lửa nhỏ thì mình sẽ giữ được dinh dưỡng. Và thứ hai nữa là món đó nó được hấp chín rồi và phù hợp với những bạn mà sợ ăn cuộc sống. Phải nói là ngày hôm nay thực ra là nó sẽ là hơi khác lạ so với bình thường. Mình thường là mình sẽ nấu sơ qua, sau đó mình sẽ dọn lên bàn để ăn. Mà ngày hôm nay là mình vừa làm tới đâu là mình sơi tới đó luôn. cho nó gọi là nóng hổi. Và bây giờ là mọi món ăn đã bày lên đây hết rồi đấy. Nên là bây giờ mình thưởng thức luôn chứ không có bày ra bàn đó các bạn. Nhân tiện là đang đứng ở đây thưởng thức các bạn ạ. Thì đây là một cái bào ngư mà bạn Diễm xào với rau củ này. Không biết là anh Cương Nguyễn nhìn vào đây thì thấy cái cách nấu của bạn Diễm đã đạt chuẩn chưa hay là có cần phải lưu ý gì không? Chắc là phải theo anh lại là há hụt giá trị dinh dưỡng. Đúng không anh?
Không, thí dụ như mà các bạn đem đi xào thì cái miếng cắt của bạn các bạn làm dày chút xíu. Để mà thì thật sự nó mất thì nó mất khoảng bao nhiêu phần trăm nó thôi, thì cái phần bề ngoài. Nhưng mà đánh đổi lại thì xào á nó sẽ có cái vị thơm của tỏi, hành. Đấy. Đó. Nó có nhiều cái hương cái vị hơn. Nó sẽ gần gũi với mình là một, nó hai là nó thơm. Thơm ngon hơn. Mức độ dinh dưỡng có thể là nó không bằng như là ăn sashimi nhưng mà nó vẫn còn tốt nếu như mà các bạn cắt miếng dày chút xíu. Em là cắt làm ba. Chắc là 3 vẫn được. À, cảm ơn bạn Ánh Cua rất là nhiều. Hôm nay đã mời mình tới tham quan nhà mới này. Chúc bạn Ánh Cua sau clip này sẽ mua được nhiều căn nhà nữa nha. Còn bây giờ thì mình cũng kết thúc clip ở đây. Cảm ơn anh Cương rất là nhiều hôm nay đã tham gia clip này. Mình xin được kết thúc ở đây và xin chào. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình nha.